Hello hola, xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà ghép con máy lock, một con iPhone lock. Đây trên tay mình là con 13 Pro Max lock, thì mình cũng chưa rõ nó là nhà mạng gì. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà để ghép SIM của một con máy lock. Thì trước tiên thì mình phải biết nó là nhà mạng gì, nó lock của nhà mạng gì. Thì mỗi nhà mạng thì nó sẽ có một cái IMC khác nhau, là một cái mã khác nhau á. Mình bây giờ hiện tại là lock nó đang bị khóa CID nên là phải fit bằng IMC. Thì mỗi cái nhà mạng thì nó sẽ có cái IMC, cái mã số khác nhau. Thì mình phải biết nắm được cái con máy này là đang lock của nhà mạng nào thì mình mới fit được. Thì trước tiên thì mình cũng phải active cái con máy vào trong cái đã. Rồi các bạn đợi mình active vào trong. Cái đoạn này thì mình để mình tua nhanh. Rồi mình đang active nó vào trong, sắp xong rồi. Rồi bây giờ mình active vào trong thì mình sẽ dùng cái này mình check nó là nhà mạng gì. Trước tiên mình sẽ sao chép cái số seri hoặc là email của máy. Xong mình sẽ vào cái trang web là sick.com, sickw.com. Xong rồi mình sẽ dán cái số seri và email vào đây để mình check. Đây các bạn nhìn mình làm này nha. Bây giờ mình dán vào. Xong các bạn kéo xuống coi cái dòng free đầu tiên nào. Nó sẽ có một cái dòng free là mình sẽ check ra nó là nhà mạng gì. Đây rồi, ngồi chờ một tí là nó sẽ check ra. Đây con máy này mình check là nhà mạng AT&T. Thì trong cái SIM ghép này nó sẽ có luôn cái mã, cái bản mã là của các cái nhà mạng. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái SIM ghép vào. Các bạn lưu ý cái cách gắn SIM ghép nha. Bây giờ mình gắn thì mình sẽ gắn cái SIM chính trước, xong mình gắn cái SIM ghép theo cái đây để mình gắn luôn cho. Nè, đầu tiên là mình gắn cái SIM ghép này, SIM chính này vào. Rồi đây mình đang gắn camera, bữa nay mình quay nó hơi bị làm mắc nét nha. Rồi các bạn cắm cái SIM ghép dọc xuống nha. Bây giờ là các bạn cắm cái SIM ghép dọc xuống. Trước tiên thì phải bẻ thẳng cái SIM ghép ra, xong các bạn đẩy để nó dọc xuống, để nó dọc xuống, để nó theo cái điểm G này. Đó, nó có một cái điểm G ngay chỗ này. Rồi các bạn để dọc xuống, xong các bạn bẻ ngang nó ra, tách ngang nó ra là nó êm ngay à. Một cái là ăn luôn à. Nhiều bạn là không gắn được cái này đâu. Như bạn là rất là khó khăn trong cái khi mà gắn cái này luôn á. Xong vào đúc vào cái là nó nhận ngay luôn. Đây các bạn nhìn nhá. Nó vào là nó hiện lên cái bản mã liền luôn á. Rồi, đây cái SIM này bị lỗi rồi, để mình đổi lại cái SIM ghép khác nhá. Cái SIM ghép này là nó bị phần mềm của nó bị lỗi rồi, phải nạp lại cái phần mềm khác. Firmware của nó bị lỗi rồi. Để mình đổi cái SIM ghép khác, mong là nó được. Còn hai cái SIM ghép mình vẫn cứ thao tác như vậy thôi, mình đúc cái SIM ghép dọc xuống nha. Rồi đây để mình đúc cái là ok, xong rồi mình hướng dẫn các bạn cách ghép của nó thì nhanh lắm, làm cái là được luôn. Mà cái con này là được cái là nhà mạng AT&T thì mình có thể là mình ghép full chức năng như là máy quốc tế luôn, phát wifi đồ là IMAP, FaceTime đồ ok hết các bạn ạ. Với mạng nó giữ sóng tốt. Cái dòng SIM ghép này mình đang dùng là SIM ghép iPhone 7 phiên bản phần mềm mới nhất. Đầu tiên thì các bạn chọn cái này, chọn cái dòng 4G, 5G Ultra Mode nhé. Là từ cái dòng 12 trở lên thì các bạn mới nên chọn cái dòng này thôi. Rồi các bạn chọn dòng AT&T, xong nó sẽ văng vào. Rồi đợi cái nó văng vào là xong, là cái là bước đầu tiên là nó là xong rồi, chỉ cần ghép. Rồi giờ mình bật chuyển vùng dữ liệu lên. Các bạn lưu ý máy lock hiện tại là đều phải bật chuyển vùng dữ liệu lên thì mới có sóng, mới có mạng nha các bạn. Mà SIM thì các bạn nên là có SIM có mạng 4G, có mạng 4G để nó chịu sóng được tốt hơn. Mình đây là đang ở vùng thành phố Hồ Chí Minh nên sóng nó rất là tốt luôn. Các bạn vào active SIM size nhé. Nếu mà nó không có sóng thì bạn vào ứng dụng của SIM, active SIM size thì kiểu gì là nó cũng lên lại sóng à. Giờ nó lên sóng, chuẩn bị nó lên này. Thường là nó vài giây là nó lên à. Nó văng ra cái nó vào trong rồi này, nó lên này. Rồi chưa được, để mình làm cái này lại. AT&T rồi. Giờ mình muốn đổi cái này thành AT&T thì vào ứng dụng của SIM. Mình vào cái dòng đầu tiên này, Set Mode Unlock. Số 1, hồi nãy mình vào số ở dòng 4 rồi, số 1. Mình nạp cái IMC của AT&T là 3131301. Là nó sẽ ra cái hiện thành chữ Viettel luôn. SIM mình là SIM Viettel, nó hiện SIM Viettel luôn. Xong rồi mình sẽ làm được phát wifi. Cái này là đa phát được wifi luôn nè các bạn.
Rồi các bạn đợi tí nha. Mình đang quay bằng camera này, nó hơi lấy nét, nó hơi bị không theo ý của mình lắm. Trời ơi, sao nó mắc nét vậy? Để mình lấy nét lại. Rồi đây, nó đã lên rồi này các bạn. Nó có dòng mạng dữ liệu di động là mình sẽ làm phát được wifi. Rồi giờ nó lên nữa là chắc chắn nó sẽ lên là mạng luôn. Rồi nó vào trong là chắc chắn nó sẽ lên LTE luôn các bạn ạ. Đó, nó lên được Viettel luôn rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó lên đó, lên LTE rồi. Giờ nó văng vào trong là chắc chắn nó sẽ là lên được chữ Viettel luôn. Chắc chắn là nó sẽ lên rồi. Đó các bạn thấy chưa? Giờ lên LTE nè. Nếu mà muốn có phát wifi thì nó vào mạng dữ liệu di động. Mình thêm ở dòng cuối APN là thêm chữ Internet là nó lên. Nè, chỗ APN lên Internet. Rồi, các bạn thoát ra. Xong đó, thấy chưa? Có điểm truy cập liền. Lên ngay à. Cái này lên luôn cả IMAP và FaceTime luôn mà các bạn. Giờ là nó chạy luôn IMAP FaceTime này. Đợi một tí là chắc chắn lên. Tại vì ghép cái kiểu này cho AT&T là bao lên 100% luôn các bạn. Viettel luôn nè. Nhìn trong đây là Viettel luôn, thấy chưa? Cách ghép thì nó rất là đơn giản luôn, quan trọng là các bạn cái lúc gắn sim ghép á, nhiều bạn không gắn được cái đấy. Đó, lên được IMAP FaceTime luôn rồi. Rồi ok, chúc các bạn thành công nha. Bây giờ chắc là mình phải khép lại clip rồi, cũng đâu còn gì nữa đâu. Có gì các bạn cứ nhắn qua mình.